Với phương châm tu đạo nhưng không đứng ngoài thời cuộc, thời gian qua, Phật giáo Đà Nẵng luôn đồng hành cùng với sự phát triển của thành phố. Mỗi tăng ni, đạo hữu, Phật tử xác định vai trò trách nhiệm của bản thân, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chung tay xây dựng Đà Nẵng ngày càng giàu mạnh. Từ ngày thành lập đến nay, cùng với Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Đà Nẵng luôn chú trọng công tác từ thiện xã hội và coi đó là một trong những hoạt động Phật sự quan trọng. Các chùa, cơ sở tự viện trên địa bàn thành phố thường xuyên thực hiện các chương trình từ thiện nhân đạo như phát gạo cho người nghèo, tổ chức các hoạt động quyên góp, cứu trợ đồng bào gặp thiên tai, bão lũ. Đặc biệt khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cộng đồng Phật giáo Đà Nẵng tích cực phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ cho các gia đình gặp khó khăn vì đại dịch. Công tác an sinh xã hội là Phật giáo rất là mong muốn làm nhiều hơn nữa, bởi vì qua những cái trước đó, trước COVID cũng đã làm, nhưng mà sau COVID thì tình hình kinh tế nó cũng các bà con không đi làm cái kia rất là khó khăn. Đồng hành cùng thành phố trong thời gian cao điểm chống dịch COVID-19, các chùa, cơ sở tự viện trên địa bàn thành phố cũng nghiêm chỉnh chấp hành các quy định phòng chống dịch. Đại lễ Phật đản diễn ra trong thời gian này cũng được các chùa tổ chức trong phạm vi nội bộ. Các hoạt động tôn giáo tập trung đông người đều tạm hoãn để đảm bảo an toàn cho cộng đồng. Với tinh thần hộ quốc an dân, các tăng ni, đạo hữu, Phật tử trên địa bàn thành phố cũng tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hưởng ứng các cuộc vận động do mặt trận phát động. Qua đó, có phần thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân. Mặt trận của Việt Nam đã cùng đồng hành cùng với các tổ chức thành viên của mình vận động đồng bào, nhân dân của thành phố, trong đó có đồng bào các tôn giáo, thể hiện được cái sự quyết tâm là phát huy cái sức mạnh đại đoàn kết, đồng thuận trong xây dựng thành phố bằng những cái giải pháp cụ thể. Đến thăm và chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566, Dương lịch 2022, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cũng đã một lần nữa ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của các chức sắc, tăng ni, Phật tử trong quá trình phát triển kinh tế xã hội và trong công tác phòng chống dịch COVID-19, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó, cộng đồng trách nhiệm với các cấp chính quyền. Từ cái buổi thăm hôm nay thì chúng tôi cũng xin gửi gắm cái tinh thần, cái sự ủng hộ chung của thành phố với cái sự phát triển của giáo hội. Chúng tôi cũng mong muốn là trong quá trình chuẩn bị đại hội thì thứ nhất là về mặt nội dung thì chúng ta tiếp tục những cái chủ trương, những cái định hướng, những cái cách làm rất là nhân văn, rất là tốt đẹp của cộng đồng Phật giáo thành phố, phát huy hơn nữa cái giá trị của những cái hoạt động như thế để mà tiếp tục vận động bà con tăng ni, tín đồ Phật tử ủng hộ và đồng thuận tham gia vào sự phát triển của thành phố. Bằng những cách làm cụ thể, thiết thực, các tăng ni, đạo hữu, Phật tử đã và đang chung tay cùng đảng bộ, chính quyền và người dân thành phố xây dựng Đà Nẵng ngày càng văn minh, hiện đại. Thưa quý vị, vào ngày mai ngày 7 tháng 7 năm 2022, Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố Đà Nẵng lần thứ 6 nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ được tổ chức tại hội trường trụ sở Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng, chùa Pháp Lâm, phường Nam Dương, quận Hải Châu. Thông tin về đại hội sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin thời sự tiếp theo.